Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình An ninh Hải Phòng tuần này của chúng tôi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về nội dung Công an huyện An Dương nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trước hết, xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin. Kính thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 thành công và kỷ niệm quốc khánh ngày 2 tháng 9, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo đại diện các cục chức năng, các học viện trường Công an Nhân dân và đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng. Huyện đảo Bạch Long Vĩ được thành lập theo Nghị định số 15 NDCP ngày 9 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ, nằm cách trung tâm thành phố Hải Phòng trên 130 km đường biển, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế biển, đặc biệt là tiềm năng phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn. Tại buổi làm việc với huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo đã vượt mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng huyện đảo ngày càng phát triển về mọi mặt. Đồng thời chỉ ra những vấn đề chiến lược cần chú ý trong việc phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển đảo trong tình hình mới. Cũng trong chương trình, đoàn công tác đã đến thăm làm việc với Công an huyện Bạch Long Vĩ, Đồn Biên phòng huyện Bạch Long Vĩ, Trung tâm Y tế, Quân dân y và Liên đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ, đến dâng hương hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ trên đảo. Nhân dịp này, đoàn công tác đã dành tặng cho huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện và các đơn vị đoàn đến thăm nhiều phần quà thiết thực và có ý nghĩa. Trong đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao tặng Quỹ khuyến học nâng bước em tới trường của huyện 100 triệu đồng. Thay mặt lãnh đạo Công an thành phố, Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trao tặng cán bộ chiến sĩ Công an huyện Bạch Long Vĩ số tiền 10 triệu đồng trích từ Quỹ tình nghĩa của Công an thành phố. Cùng trong tuần, Công an thành phố tổ chức tổng kết cuộc thi viết Công an Hải Phòng những tấm gương học và làm theo Bác, đồng thời sơ kết một năm thực hiện đề án đổi mới báo an ninh Hải Phòng. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an và một số ban ngành đoàn thể của thành phố. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc thành phố chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông và Công an các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định và Hà Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, qua một năm thực hiện đề án đổi mới tổ chức hoạt động theo xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, nâng cao chất lượng, vị thế báo an ninh Hải Phòng do Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo, báo an ninh Hải Phòng đã tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả trọng tâm, góp phần cải thiện nâng cấp nội dung và hình thức thể hiện của báo in, ra mắt báo điện tử An ninh Hải Phòng. Đặc biệt, từ tháng 6 năm 2018, báo an ninh Hải Phòng đã tham mưu đề xuất Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo tổ chức cuộc thi viết Công an Hải Phòng, những tấm gương học và làm theo lời Bác, nhằm kịp thời tuyên truyền, tôn vinh, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến của lực lượng Công an Hải Phòng, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2018. Cuộc thi được sự hưởng ứng của nhiều tác giả trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân. Tổng kết cuộc thi, ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho 11 trên 65 tác phẩm tham dự. Toàn bộ tác phẩm đoạt giải và vào chung khảo đã được chọn in thành cuốn sách Công an Hải Phòng, những tấm gương học và làm theo lời Bác, được xuất bản và giới thiệu tại hội nghị. Tại hội nghị, Giám đốc Công an thành phố đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 đề án đổi mới báo an ninh Hải Phòng và tổ chức cuộc thi viết Công an Hải Phòng, những tấm gương học và làm theo Bác Hồ, tặng giấy khen cho 6 tác giả đoạt giải nhất, nhì, ba của cuộc thi. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã chứng kiến ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Công an thành phố Hải Phòng và giữa Báo An ninh Hải Phòng với các đơn vị trong và ngoài ngành công an. Một trong những biện pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong thời gian qua của Công an thành phố đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, loại bỏ những thủ tục không cần thiết nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế các thủ tục phiền hà đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân.
Hưởng ứng công tác đó, Công an huyện An Dương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phục vụ nhân dân, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế của đơn vị. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, phong trào thi đua hai quản ba giữ do giám đốc công an thành phố phát động, thì Công an huyện An Dương đã nghiên cứu, đánh giá toàn diện công tác tiếp và giải quyết các cái yêu cầu của công dân trong thời gian qua trên các cái phương diện, và tăng cường tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tiếp dân. Thời gian qua, Công an huyện An Dương đã xây dựng, triển khai thực hiện một số mô hình, công trình, phần việc phục vụ nhân dân, bước đầu đã mang lại hiệu quả tốt. Điển hình là mô hình công trình phần việc nâng cao chất lượng công tác tiếp, giải quyết công việc liên quan đến yêu cầu của công dân đã được Công an huyện triển khai tháng 6 năm 2018. Qua 2 tháng triển khai thực hiện, Công an huyện An Dương đã tiếp đón và hướng dẫn trên 5.500 lượt người dân đến liên hệ, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả. Cùng với đó, mô hình phòng tiếp dân kiểu mẫu được Công an huyện triển khai, quan tâm đầu tư xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai ở những nơi dễ nhìn, dễ thấy, dễ thực hiện. Mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác tiếp dân luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ hòa nhã, ân cần hướng dẫn, giải quyết các yêu cầu chính đáng của nhân dân, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Là người dân như chúng tôi là rất phấn khởi khi được nhà nước cho thay đổi cái căn cước và được cái sự nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn đến nơi đến chốn của các đồng chí công an huyện An Dương. Việc triển khai tiếp dân ngày thứ bảy hàng tuần không chỉ tạo thuận lợi, giảm được phiền hà cho nhân dân mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo hình ảnh đẹp với người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Cùng với đó, hàng trăm trường hợp người già, người tàn tật không có điều kiện trực tiếp tới làm các thủ tục hành chính tại cơ quan công an đã được cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý hành chính công an huyện đến tận nơi hướng dẫn và cấp các giấy tờ hành chính, phục vụ kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Thì hôm nay thì các đồng chí lại xuống tận gia đình, lại trao lại cái thẻ căn cước. Thế cũng xin nhận và xin cảm ơn các đồng chí ở trên bộ phận của hồ sơ căn cước của huyện đã nhiệt tình giúp đỡ thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, Công an huyện An Dương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động lớn của Bộ Công an về xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Hải Phòng nói chung, Công an huyện An Dương nói riêng đều tự soi, tự sửa để ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện trong công tác, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, xây dựng hình ảnh đẹp về người công an trong lòng nhân dân. Những lá thư bày tỏ sự cảm ơn chân thành của nhiều người dân đã được gửi đến Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện. Đó là món quà tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không chỉ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an huyện An Dương đã chủ động phòng ngừa, tập trung mở nhiều đợt truy quét tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, kinh tế, tội phạm ma túy. Trong công tác chiến đấu, đã có nhiều cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại hiểm nguy, gian khổ vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, đặt nguyện vọng chính đáng của nhân dân lên trên hết, cán bộ chiến sĩ Công an huyện An Dương đã và đang nỗ lực phấn đấu trên mọi lĩnh vực công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.